Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh du lịch Toàn Thư Channel. Vài clip lần trước Tâm có chia sẻ, có một bạn cũng chia sẻ một cách chân thành là anh Tâm nói một cái nơi chốn họ để họ hẹn rất là lãng mạn. Tuy nhiên em vài chục tuổi đầu em cũng chưa có một cái coi route nào sao dẫn tới. Bây giờ em đang cầu duyên mà còn kiếm duyên không có, làm sao mà dẫn coi route đến để mà họ hẹn. Rồi ok, ra thì bạn rất chia sẻ chân thành, cuộc sống thì không phải lúc nào nó cũng màu hồng cả. Nên là do đó cái việc mà chúng ta chờ đợi một nửa kia mà ở tích ở đâu xa xôi hay là như gần gũi gì đó mà chúng ta vẫn chưa có đó, thì chúng ta cũng chả có gì mà lo lắng cả. Hôm nay Tập sẽ giải quyết những việc đó cho các bạn để cho sớm hơn. Tập sẽ giới thiệu cho các bạn một ngôi chùa cổ linh thiêng rất ứng nghiệm về được cầu duyên. Người ta rỉ tai nhau rằng là nơi này là cầu duyên một lần để mang duyên cả đời đó. Vậy nơi đó là nơi nào? Ok, vậy thì mọi người trước khi để mà Tập giới thiệu nơi đó là nơi nào, kiểm chứng cái việc đó nó có linh thiêng hay không, như lời của Tâm nói hay không, thì các bạn hãy subscribe, đăng ký nha, click like vào. Rồi, vậy thì nơi chốn đó chính là Chùa Bà Thiên Hậu, tọa lạc ở quận 5, Sài Gòn. Chùa Bà Thiên Hậu, hay gọi chính xác hơn đó là Miếu Bà Thiên Hậu, đọc theo cái chữ Hán được viết trên cổng của ngôi miếu này. Trong miếu thì thờ chính là Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Tuy nhiên là trong cái suy nghĩ của người miền Nam xưa, thì hễ cái nơi nào mà linh thiêng á, đều gọi là chùa. Linh thiêng là gọi là chùa. Cứ thế, mặc dù là chữ Miếu Bà Thiên Hậu sơ sơ đó nhưng vẫn gọi là Chùa Bà Thiên Hậu, và từ đó được gọi cho đến nay. Ngoài ra, để phân biệt Chùa Bà Thiên Hậu ở quận 5 với một số chùa bà khác á, chùa được xây dựng ở trong khu trung tâm của quận Chợ Lớn, nên một số người còn gọi cái tên thứ hai nữa là Chùa Bà Chợ Lớn. Ngoài cái việc mà đến đây để mà cầu duyên á, chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng được những cái nét kiến trúc độc đáo theo phong cách của người Hoa vùng Chợ Lớn, vì đây là một trong những ngôi chùa cổ tại Sài Gòn. Chúng ta còn chờ gì nữa, đi thôi. Ngay địa chỉ mình đứng đây chính là chùa Bà Thiên Hậu ở số 710 Nguyễn Trãi, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như đồng bạn đi đến chùa từ hướng bến xe miền Tây đến chùa khoảng 20 phút đến 25 phút. Ngay bên cạnh miếu thì có một cái hội quán Tề Thành, nơi đây quy tụ ở nhóm người Hoa gốc Quảng Đông Trung Quốc, nên chùa còn gọi là Tề Thành Hội Quán. Bà Thiên Hậu tên thật là Lâm Mạc Nương, sinh năm 960 vào thời vua Tống Kiến Long. Theo tấm bia đá lớn ở trong chùa, bà vốn là người Phước Kiến, Trung Quốc. Một số bà con người Hoa là xem bà như là một vị thần biển. Khi mới sinh ra, bà tỏ hồ quang và hương thơm bát ngát. Khi lớn lên thì có thể cởi trên chiếu đi bay ra biển, và cởi trên mây thì bay đi khắp nơi. Đến khi bà qua đời thì thỉnh thoảng người đi biển cũng còn thấy bà bay lượn để cứu người ở trên biển gặp nạn. Từ đó mà khi mà những cái thuyền bè gặp nạn thì người ta đều gọi vái bà đến. Vào năm 1110, nhà Tống sắc phong cho bà là Thiên Hậu Thánh Mẫu. Ngoài ra, bà còn được người Quảng Đông gọi là A Phò, nghĩa của nó là Đức Bà. Đó chính là lý do bà Thiên Hậu còn có một cái tên nữa là Phò Miếu. Vào năm 1760, một nhóm người Hoa gốc Tệ Thành, tức là Quảng Châu, di dân sang Việt Nam. Họ mong muốn bà phù hộ cho họ sẽ vượt qua những cái trở ngại, an cư lập nghiệp, nên đã xây một ngôi chùa này để tỏ lòng biết ơn bà đã phù hộ cho họ đến những cái vùng đất mới một cách bình yên và an toàn. Không chỉ vậy, nhà thờ cổ của người Hoa ở Sài Thành mà là còn là một cái con ngôi miếu này được ví von như là một cái ngôi nhà tâm linh và có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống văn hóa của người Hoa đang sinh sống trên địa bàn của thành phố. Trải qua rất nhiều lần trùng tu và sửa chữa, cho đến nay ngôi chùa này vẫn giữ được cái nét độc đáo và ấn tượng về kiến trúc của nó. Vào năm 1993 được công nhận là một di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Sau đây là chúng ta đi vào bên trong để cùng tìm hiểu về kiến trúc độc đáo của chùa cổ này nhé. Chùa cổ được xây dựng theo kiểu hình ấn, theo kiến trúc đặc trưng của người Hoa, là tổ hợp 4 ngôi nhà liên kết với nhau tạo thành một mặt bằng giống như là chữ khẩu. Tất cả các vật liệu ở đây, từ viên gạch, tấm ngói cho đến những cái đồ gốm mà trang trí trên nóc nhà đó, là do thiền bòm chở từ Trung Quốc sang. Đến cả cái cách thức phong tô cũng giữ nguyên theo phong cách của họ, gạch xây liền không lát hồ và vẫn rất là thẳng, rất kêu léo. Chùa Bà Thiên Hậu được thiết kế theo lối là tam quan cách điệu, dạng nhà khung gỗ.
tường hồi chịu lực, mái lập ngói âm dương, được xây dựng theo trên khuôn viên là dài 65m, chiều rộng là 27m. Bố cục của hội quán Tệ Thành gồm một sân nhỏ phía trước, sau đó lần lượt từ cổng chính vào là tiền điện, thiên tĩnh, trung điện, nhà hương và chính điện. Hai bên là đông sương và tây sương kéo dài từ tiền điện và đến chính điện. Phía trước là thờ là Phúc Đức Chính Thần ở bên phải, phía bên trái là Môn Quan Vương Tả. Khu vực này là trung điện. Trung điện có đặt một cái bộ lư đồng phát lan 5 món gọi là ngũ sự, được điêu khắc rất là tỉ mỉ, tinh xảo, đúc vào năm 1886, thời vua Quang Tự. Hai bên là chiếc thiền đồng cổ chạm hình nhân và chiếc kiệu cổ sơn son thiếp vàng dùng để rước bà vào ngày vía bà. Khu vực này là chính điện, còn gọi là Thiên Hậu Cung, có 3 gian. Gian giữa thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, gian bên phải thờ Kim Hoa Nương Nương, gian bên trái thờ Long Mẫu Nương Nương. Hai gian phụ đặt tượng thờ là Quan Thánh, Địa Tạng và Thần Tài. Trong đó nổi bật nhất là tượng của bà được đúc từ một cái khối gỗ nguyên khối cao 1m, vốn là được thờ ở Biên Hòa, nhưng sau một năm 1836 đã được di chuyển về đây để thờ phụng. Hai pho tượng còn lại là được làm bằng cốt giấy sơn màu. Tất cả các pho tượng ở đây đều khoác áo thiêu rất là lộng lẫy. Trên mái nhà thì được trang trí phù điêu gốm bắt mắt do hai lò gốm Đồng Hòa và Vũ Nguyên tạo tác vào năm 1908. Có chiều ngang là 16m, chiều cao là 1m, bề dày của nó là 0,4m. Với đề tài là Lưỡng Long Tranh Châu, phía dưới là điển tích như là Tây Du Ký, Thiết Phiến Cung, Bát Tiên Quá Hải, Ngọc Hoàng Đại Đế, Bao Công Sử Án, Hán Sở Tranh Hùng, xen kẽ với các hình hoa lá và chim thú là các bộ hoành phi câu đối với cái màu sắc chủ đạo là màu đỏ vàng, mang đến sự sang trọng, ấm áp và huyền bí của ngôi chùa cổ. Khoảng sân giữa là thiên tĩnh hay còn gọi là giếng trời, giúp cái không gian ngôi chùa thoáng đãng, đủ chiếu sáng và có chỗ thoát khối xương. Đặc biệt chùa Bà Thiên Hậu còn có khoảng 400 đồ cổ, trong đó là có những cái bức tranh đắp nổi rất là công phu. Lúc qua bức tượng nhỏ, chắc chắn bạn sẽ bị thu hút bởi những cái vẻ đẹp huyền bí của ngôi chùa. Mọi thứ ở đây được nhóm màu thời gian cho những không gian càng trở nên cô tịch. Điểm nhấn ngôi chùa là những chiếc vòng nhang tròn xoắn như là ốc treo lơ lửng trên không gian, tạo thành một hình ảnh rất là độc đáo của chùa. Bạn có thể là ghi lại cái lời chúc, là tâm nguyện của mình lên giấy và sau đó là treo lên những cái vòng này và cầu xin bà một điều gì đó để cho bản thân, cho gia đình. Chùa Bà Thiên Hậu, người ta còn rỉ tai với nhau là cái việc là cầu duyên ở đây rất linh thiêng, đúng nghiệm. Theo một số cái tờ báo lá cải thì họ nói là trước khi mà thì nở gặp ông Chí Phèo thì với một cái nhân sắc mà ma chê quỷ hờn như vậy thì cũng đã từng đến đây, đã khấn vái và được ứng nghiệm. Nói như vậy thôi chứ đây là một cái nơi rất là linh thiêng về cái việc khấn vái về tình duyên nhé bạn. Nếu như là bạn là một cái người độc thân thì tâm nghĩ rằng là không còn chờ đợi gì cả, chúng ta phải đến đây ngay vào những cái ngày có thể là những ngày khi chúng ta rảnh rỗi hoặc là những ngày cuối tuần để chúng ta kiểm chứng sự linh thiêng của nó. Và nếu như mà bạn mà muốn hòa mình vào cái không khí lễ hội và vui tươi thì các bạn hãy đến vào ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 âm lịch, vì đây là một ngày vía bà, là một ngày lễ lớn nhất hàng năm của chùa. Hoặc bạn có thể đến vào những ngày dịp lễ Tết như là Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, Tết Đoan Ngọ, hoặc là những cái ngày mà mùng 1 ngày rằm hàng tháng, ngôi chùa khách đến rất là tấp nập để hành hương cầu an, cầu tài lộc an nhiên cho bản thân và gia đình. Song hành cùng với những cái lễ hội là những cái hoạt động rất là nguyên náo như múa lân, múa sư tử, múa rồng và các đội nhạc dân tộc vừa múa vừa biểu diễn nghệ thuật rất sôi động và náo nhiệt ở đây nhé. Và không chỉ vậy đâu, không chỉ là đến đây để nguyện cầu, để tịnh tâm, mà ngôi chùa này còn thu hút với các bạn trẻ là đến đây để du xuân, chiêm ngưỡng một kiến trúc độc đáo của chùa. Mỗi một góc chùa là một cái nét đẹp riêng, từ bản sớ màu hồng bắt mắt, những cái hàng rào xanh vững chãi cho đến những cái không gian giữa hai bức tường cổ kính làm cho bạn có thể tận dụng và sử dụng một tấm ảnh cực chất cho bạn. Và người ta ví von rằng nếu như bạn muốn một cái tấm ảnh có hơi hướng cổ đại giống như phim Hồng Kông của Trung Quốc thì đây là một địa điểm mà bạn cần phải đến. Buổi chia sẻ đến đây là kết thúc. Nếu bạn có quan tâm đến cái chủ đề này, xin vui lòng nick like và đăng ký kênh để chúng tôi có thể chia sẻ thêm thông tin và kiến thức bổ ích cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.